con học lớp đã chuyển hai ông quân sắp 6 tuổi rồi. Con học lớp 1 giờ xong. Xong thì để trò chơi của con tên là Battle. Con đã nghĩ tên sản phẩm của mình chưa? Con có hai tên khác nhau. Hai tên khác nhau à? Con nói cả hai luôn cô ạ. Con quên một tên thì con nói tên khác. Ừ, ok. Battle Road. Ok, bây giờ con sẽ thuyết trình về sản phẩm của mình nhá. Đâu, con nói cô nghe nào. Nói các bạn nghe nào. Các cái cốc làm sơn. Mình chơi sơn. Để mẹ đi vào cái đó trước để lại cho trời xong để code của con này con chơi thử. Ok, con chơi thử, con bật màn hình to lên. Chu 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 chu